con. Có trả đâu. Cút đi. Đấy, đi đi. Đâu em yêu thương chán như con. Nó như con đẻ của em, thế chị cứ quà với lại tiền em không nhận đâu chị ạ. Không, cái này mình tấm lòng của... Cho mẹ đi lấy sổ về đây. Mẹ. Đây. Đây này, nhiều hơi lắm. Ui. Đi nhặt vào sổ cho mẹ. Ui, nó lấy nhặt vào sổ mà. Con bé nhặt đi. Con không thấy. Bé này lấy sổ kia về đây. Hãy
không? Đây là một con. Bùm. Thank you.
thế là nó lên lửa thì nó như kiểu là hù một phát đấy. Thắp nến nhá. Tối đưa bên cho mẹ nghe bài nhé. Thắp nến nhá. Người có nghĩa vụ và quyền phụ dưỡng người cao tuổi có trách nhiệm chính trong việc tổ chức tang lễ và mai táng văn hóa. Trong trường hợp pháp luật có quy định khác, trường hợp người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụ dưỡng hoặc có người có hộ người cao tuổi đã bị tổ chức tang lễ sáng chưa? Chị trai đi chơi đâu rồi? Gọi chị trai về đi. Chị trai. Tối rồi. Chị trai. Bảo như mẹ. Hai đứa ngồi khoanh chân vào. Cho bằng dao ơi. Xá, mày răng. À quá. Nóng lên. Thế mày đang để ốc lên. Để cho con. Đây. Để chị bố gì đấy. Để cho con. Đây. Ngon không? Lấy được cái này ăn đi. Để mẹ chọc cho. Nóng. Cho con. Để mẹ lấy con. Ngon không? Tập chậm đi con, dễ hơn mà. Trời ơi. Nóng à? Đấy, đấy rồi, to thế. Ủa, to chưa? Ngon. Ồ, có mắt của mẹ. Mắt của mẹ. Thế. vẫn còn cố một con à. Con dai như đĩa đấy. Chọc nó cơ. Sao nó lại tụt vào ấy.
Ba. Đang xin, đang xin. Ben đi học, Ben đi học, Ben hát cho mẹ nghe bài nào. Cô giáo dạy con hát bài gì? Bà ơi. Nào đứng dậy, đứng dậy. Bà ơi, bà kia bà em tóc bà trắng trắng như mây, cháu giờ bà tắm tắm bàn tay, cháu vui rồi biết bà vui. Ôi, hay quá, giỏi thế nhờ. Cha đi học, cha cô giáo dạy bài gì? Cô giáo dạy bài con. Rồi bác thương con à? Chị vào nhà người uống nước. Hóa ra đây là mẹ trà. Sao em biết mà tìm đường đến nhà chị ấy? Thì chị em hỏi anh em bên ngoài kia bảo là ở trong này có một đứa con thất lạc ở nhà mấy về đấy. Nhà chị có ở đây xa không? Cũng khá xa. Khá xa. Thế nên sau hôm đấy bé Trà lại bị lạc vào trong rừng hả chị? Thì chị đi làm về xong rồi bố nó say rượu về xong rồi đuổi nó ra khỏi nhà, không biết đi đâu tìm mãi chả thấy đâu. Well, Dad. Con trà đâu? Dạ, bố đừng uống nữa. Tao chưa đủ để mua tiếp. Dạ, bố đừng uống nữa. Con với cái bảo nghe nhỉ. Tao không mua rượu cho bố nữa đâu. Không mua cho thì cút đi. Cút đi, cút đi. Thật ra cái hôm đấy là em đi tìm măng xong là tìm thấy bé Trà bị đói bị khát nằm ở giữa tảng đá ấy chị ạ. Con ơi, con làm sao thế này? Con ơi, trời ơi, con nhà ai thế này? Con lại nằm ở giữa rừng thế này. Chết rồi. Hả?
được cháu ở đây. Chị cảm ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc cháu. Em thì nhận được cháu ở trong rừng, mang cháu về coi cháu như con, yêu thương đùm bọc cháu những tháng ngày, chị không yên, chị cứ yên tâm thôi. Cho phép chị đón cháu cha về. Ôi, nhưng mà trong thời gian cha ở với em thương bé lắm, em coi bé như con. Bây giờ bảo cho bé đi em không nỡ đâu chị ạ. Ơi, con cũng thương mẹ nhưng mà con muốn về mẹ đẻ của mình. Con muốn về với mẹ đẻ của con á? Thế bây giờ chị đón cháu về thì chồng chị còn rượu chè đuổi bé ra khỏi nhà nữa không hả chị? Bây giờ cho bé đi như thế này em lo lắm ấy. Em yên tâm, hôm nọ anh cũng hối hận lắm rồi. Bây giờ chị xin phép đưa cháu về. Vâng. Con về với mẹ đẻ của con thì con phải ngoan nhá. Hôm nào có thời gian mẹ ra chơi nhá. Từ từ để em lấy ít đồ cho cháu. Quần áo của bé mấy thời gian qua được đây. Chị cảm ơn em nhé. Thì bây giờ con về với mẹ để con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nghe lời bố như chưa? Học hành chăm chỉ thấy chưa? Xong rồi khi nào có thời gian mẹ qua thăm nhé. Con về với mẹ của con đi rồi, chị đến nhé. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Nhà không nhà? Chị Sua ơi! Có nhà không nhờ? Chúng tôi đến gặp gia đình một tí nhờ. Anh đến có vấn đề gì ạ? Hôm nay tôi đưa bà Nhị đến, có đôi lời muốn nói với gia đình. Cái bà tôi mà xin lỗi rồi chả, bà tôi chắc nha. Tôi cưới bà tôi hiểu nha, cái bà chắc mà tôi chắc mỗi rồi chả. Các hàng xóm láng giềng miệng vào đây bảo ban cảnh đây, các giúp đỡ cảnh đây lại đây, nhà mấy em bình phan khai hoang và là ba má xong ba văn lúc tâm trả hết lá, tốt khác chín lá. Bà Nhị sau khi đến với chính quyền thì cũng đã hiểu được rồi, thì hôm nay bà đến là cũng mang một ít rau đây này, thì hai bên là cũng thông cảm cho nhau nhá. Từ sau là không đến để nhúng nhiễu hay là quấy phá nhau nữa. Phải hàng xóm là phải đoàn kết nhá. Bà vẫn được chăm chả mà phúc ra nó. Nè, đây. Mà phúc vẫn lúc đó. Bà xin lỗi ạ. Bà cứ một chút. Chà, bà hát chút ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi có lẽ cũng xong rồi đấy nhờ. Đây bà cũng bà Nhi cũng đến chồng lại giúp rồi. Thì hai bên là giúp đỡ nhau nhá, không được đến quấy nhiễu nhau nhá. Bà nhớ chưa? Chào gia đình nhá. Chào nhá. Mẹ đi đâu em? Mẹ với Ben đi lấy khế đi chợ bán đi. Lấy ra. Vâng. Ừ. Bán cho con một ít, con lấy một ít mang đi bán. Thì cứ lấy đi. Vâng ạ. Thế nhà mình thôi mà. Vâng. Bà không bán đâu, cứ cháu cứ lấy đi bán đi. Vâng vâng. Rồi. Còn 9 rồi con ăn. Việt Nam và Hà Lan kỳ vọng khởi đầu mới, đột phá mới về hợp tác công nghệ cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan. Vâng, đây để mẹ em cháu anh cho thầy lấy nhá. Ơi, lúc nãy con vừa xem một quán qua đôi rồi. Bà Chín này con, nhặt vào vừa cho mẹ nha. Kiến nha, kiến nha. Phủi đi nha. Phủi đi, phủi đi. Ben ơi, cho bà gùi cho mẹ nha. Nhiều quá. Nhặt vào gùi cho mẹ nha. Vâng.
nói chuyện đến Samsung, LG thì rất nhiều doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư thì họ rất khó để tìm các doanh nghiệp có thể cơ hội, các bạn trẻ có thể tham gia công ty được chi phí thấp, có phần thấp. Nhặt vào cho mẹ, con ơi. Không phải đơn giản là cái gì mình lớn mà chỉ được dùng ngay cả khi phát triển để phát triển năng lực của nước để thể hiện là chúng ta nhận lấy người và chúng tôi cũng bằng cách chúng ta có thể bằng cái này và những các công ty đang kinh doanh tại đây này không do chúng ta ý thức lại là để tăng cái lượng của các trường để có thể đáp ứng yêu cầu của các bạn trong ngoài ra thì tập trung thì ta sẽ là chúng ta cùng làm công chuyện này tôi tin chắc và cũng là một người của ngoài doanh nghiệp có nhiều lợi và trung thành với dân. Mong lời mời ông Nguyễn Thiện Nghĩa có mưu ạ. Thì hiện nay thì dư luận cũng đang rất quan tâm tới cái việc là chúng ta đặt mục tiêu là 2030 là sẽ có khoảng 100.000 lao động đáp ứng được cho ngành này. Với dư luận thì đây là một con số rất là lớn. Nhà tình nhiều không cơ? Ừ, ăn đi. Nó chua lắm. Chua lắm à? Thế thì nấu canh con ạ, nấu canh chua thôi. Năm nay được tương đối nhưng mà ngô xấu lắm. Ngô to nhỉ bằng nhờ. Cháu đi mua quả vậy, đi lấy quả về hả? Giờ có mỗi bằng này thôi bà. Mỗi bằng này thôi á. Bà lấy mấy quả về nấu canh chua. Bà lấy mấy quả về nấu canh chua nhá. Đâu? Bà mang cái khế về nấu canh cá. Bà có mấy con cá ở trong kia. Bà đi lấy về cho. Bác
con đi nấu khế ăn nha. Mẹ ơi, nào quát tối. Đấy. Cho cháu mấy con cá đi làm. Cá ngon quá bà nhỉ. Cái này là nấu nấu canh khế. Canh khế đấy. Thế con xin bà nhé. Vâng. Con xin bà. Mẹ nói về đi. Alo mời. Anh phá cho tự hôm nay mình. Bên hồ bà Nhật Ngô à? Ừ. Thôi về đi con, về con nấu ăn cho nó sớm. Biết. Đi về thôi, về thôi. Con ở nhà nhà của bà chết. Con ở nhà tiếp. Cứ 5 quả 1, 5 quả 1 cho vào một túi. Bán bao nhiêu chị? 5.000 một túi thôi. Ừ, chị ạ. Cảm ơn nhé. Nấu canh cá các kiểu ngon. Anh ăn thử xem. Vâng. Em ăn thử. Được thì mua hộ em một túi. Được. Thấy chưa? Chua nhỉ. Anh lấy một túi. Cảm ơn nhé. Một túi thì mang về nấu canh cá nhé. Thì là một chút.
và nước cho mẹ. Ăn nước quá rồi. Nào cầm cho mẹ đi. Ok. Con ơi, cái đấy bỏ rồi, cái đấy vứt rồi. Cái đấy vứt đi thôi. Lên đây, lên đây. Thế. Ăn chín nó mới ngọt, xanh là chua. Đang lấy hạt. Lấy hạt ra. Lấy hạt ra để ngày mai trồng.
của chị Trà đi con. Mình đi thăm chị Trà đi. Trà ơi, con còn nhớ chị Trà không? Mình đến thăm chị Trà không, mang cặp cho chị Trà luôn nhé. Chào. Con lấy quà. Hello. Con xin bon đây.
con đâu? Đi đi con ăn đi. Dạo này bố nó còn hay uống rượu không chị? Bố của cha ấy. Dạo này con hay uống rượu rồi em. Đỡ rồi đúng không? Đỡ rồi. Thế thế cha về với mẹ, cha đã đi học chưa? Ừ? Chuẩn bị lớp đi học chưa? Đi rồi anh nhỉ. Cái cặp để cho cháu đi học ấy, hôm nay em mang đến cho cháu, với lại thăm cháu một chút, xong em cũng xin phép về luôn, hai mẹ con cũng thời gian ấy. Bố nó không uống rượu nữa thì em cũng yên tâm cho cha ở, không thì em cũng lo lắm chị ạ. Em đã quan tâm đến cháu, cha ở với mẹ nhá, mẹ với em đến xin phép về luôn thôi nhá. Bây giờ con ở với mẹ để ngoan nhá, đi học ngoan ngoãn xong là mình có thời gian mẹ đến thăm con nhé. Con chào mẹ. Có gì chị để bảo em, chị để bảo bé với em luôn nhé. Hôm nay chị mới có thời gian về thăm em. Vâng. Chị em và gia đình khỏe chứ? Em với gia đình vẫn khỏe chị ạ. Chỉ nhớ mỗi cháu trà này thôi. Nhớ là nhớ ấy. Kiểu đang quen ở với nó này. Bây giờ nó đi nhớ lắm. Hai chị em nó ở nhà suốt ngày đánh nhau nhưng mà xa nhau yêu thương nhau lắm nhỉ. Đây ra đây chơi chị. Kéo lên nào. Kéo lên nào. Lên. Bây giờ sao con dài quá rồi đây này. Sau này nhà chị làm ăn buôn bán thế nào chị? Buôn hàng bán bình đất thường. Chắc. Mùa nào buôn thức đấy đúng không? Vâng. Toàn đồ rừng hả chị? Đồ rừng hết. Chà dạo này tóc dài quá rồi đây này. Mình được cắt bớt đi một phần thì dễ gội nhá. Thế dạo này con học hành thế nào? Chà. Con học giỏi. Về với mẹ ruột như thế nào? Với mẹ con học giỏi nhé, mẹ thử cho con nhá.
Thế còn bảo mẹ ruột thường chứ. Mẹ có ở gần con nữa đâu mà thường. Nhà em như thế này ở có ấy quá không? Cũng chẳng biết làm kiểu gì được chị ạ. Em đi làm thuê bữa được bữa cái, cũng chẳng tích góp tiền được để sửa sang lại nhà cửa. Chắc mấy nữa phải đi làm thêm để sửa sang lại nhà cửa thôi chị ạ. Ở thế nó cũng không yên tâm, chả biết làm kiểu gì được. Chị cũng cảm ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc cái trà chị. Ôi rồi chị ơi, em không em coi trà như con, không em coi trà như con, em không lấy tiền của chị đâu. Em yêu thương nó, em chăm sóc nó, em không lấy tiền của chị đâu. Em yêu thương nó như con, em chăm sóc nó. Chị cứ lấy tiền ra như thế không em không đồng ý đâu, chị cất đi. Em không cần tiền thì chị có cái quà thôi, chị còn chuẩn bị quà nữa thôi. Em không nhận đâu chị, em không nhận đâu. Em yêu thương trà như con, nó như con đẻ của em, thế chị cứ quà với lại tiền em không nhận đâu chị ạ. Không, cái này tấm lòng của chị ấy thôi, một tí thôi. Vâng, cố gắng. Vâng, thế thì em xin. Thế trà nhá. Vâng ạ, thế trà với mẹ ngoan nhá. Vâng. Chăm ngoan học giỏi nhá. Xong có thời gian thì lại đến thăm mẹ nhá. Tóc dài quá rồi. Thăm mẹ không? Nhá. Bây giờ về với mẹ ngoan nhá, chăm ngoan học giỏi nhá. Xong có thời gian lại đến thăm mẹ nhá. Cảm ơn mẹ nuôi được chưa? Mẹ có quá. Nào, ra đây nào. Xin chào mẹ. Mẹ nhá, chị đấy nhá. Ô, chị ơi. Chị ơi, em không lấy tiền đâu, em nói trước rồi. Thôi em không ấy đâu chị ạ, à. Chị cất đi. Không, em chị không có nhiều đâu chị. Không, có em ít thôi. Em nhận quà rồi, em nhận tấm lòng của chị rồi. Xong bây giờ bé trà còn ở với chị nữa, chị khó chăm sóc bé nhá. Em cảm ơn nhá. Vâng, chị cảm ơn nhá, chị về đây. Vâng. Em cảm ơn mẹ. Bye con. Bye con. Bye chị chưa? Bây giờ con ở nhà chơi, xong là có việc gì thì con sang nhà bà Nhị ở bên kia nhá. Sang nhà bà Nhị chơi nhá. Phải đi lấy ngô về bán, xong rồi tí lại về luôn nhá. Chú ý không? Thế bye bye con nhá. Nào chào mẹ nào. Bé. Bye bye con. Có gì chạy ra nhà bà Nhị nhá.
Bye bye các bạn nha. Sáng nay em vừa cắt ở các sen ấy. Ở bên Bình An ạ. Quấy lên được một quạt lên cho tôi hâm được đấy. Nó bài quá. Quấy đi bài đi á, lâu lắm mới bài quá. Cảnh thế nào? Lăn đông đốc cái thứ ta, thứ gần có hàn mát cái thứ. Sáu mươi cân một lai rồi. Alo, ăn mát, ăn mát ớt này có nghĩa là cháu tuần đông ăn ban mấy chứ không biết hết đâu mà. Mát mát hết ăn ban. Người ta nhỉ? Bạn ai quên? Quá, đốt được đâu mà không mình. Đó, đến
được lên chứ cô Ly thích trước lắm rồi còn che mặt vào không. Hôm nọ hỏi người ta mua bao, cháu tưởng gì cầm bao về hộ cháu. Xong rồi má hưởng ngon ăn nước hết thế này. Mình có gặp nhau mấy cân hạt luôn hả? Cân 2 ăn cho hết thế. Có nói gì đâu. Cho 22 chia cho em tí. Quả nào ngon gì?
dậy nấu cơm đi, muộn rồi. Nấu cơm tại vì sớm thế. Ui, chó gì mà lắm thế. Nuôi gì nuôi lắm cái nhà này. Người không nuôi nổi, nuôi chó lắm. Nhà mà có mấy con chó bằng đá phải. Không nuôi được thì vứt đi. Vứt thì vứt này. Em vứt xa vào nhá. Anh ơi đi ném xa vào nhá. Anh có mấy con chó đang thì mang đi vứt đây. À thế ấy cho anh đừng vứt để lại cho em đi. Ừ, được. Em có bò đuốc này xong à. Em đổi đuốc cho anh. Nhất trí, nhất trí. Thế thì anh để cho em nhé. Ừ, hai con chó đẹp nhờ. Đổi đuốc lấy chó cho em. Yêu chị. Yêu thật đấy. Ăn nhanh 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 nhanh. Nó ơi. Thế mà họ nỡ vứt em đi á? Hử? Chứ mà họ nỡ vứt em đi à? Nhờ. Thu cho đấy. Rồi, nhà với chị nhá. Yêu trên này con ơi. Nhẹ. Yêu thế nhỉ? Đâu đấy? À, mẹ lấy ở bác bên kia ấy. Ừ. Bác định vứt đi rồi nhưng mẹ xin lại. Đấy, thì yêu. Yêu thế nhỉ? Yêu chờ đấy. Nhanh. Ừ. Yêu thế con, yêu nhỉ? Thích không? Con thích con màu trắng hay con màu đen này hơn? Con đen. Hả? Con trắng. Con thích con màu trắng à? Thế con tên đặt tên con màu trắng tên là gì được? Hả? Mây. Mây à? Rồi, đặt tên là Mây á. Thế mẹ đặt tên con này là Milu nhá. Mây với Milu nhá. Thích không? Yêu nhỉ. Xong con chơi với nó ở đây để mẹ đi nấu cháo cho nó ăn nhá. Nhá. Đây. À, ở với con chơi với nó nhá. Mẹ đi nấu cháo cho nó ăn nhá. Nga quạt mẹ có đuôi gì ấy? Mày nấu cháo cho con Milu. Con Milu là con Mây của con này.
trả cho nó ăn chứ, không nó đói chứ. Chị nấu cháo cho các em ăn nha. Nha. Các em ngoan thế này mà họ nỡ vứt đi nhờ. Ai nỡ vứt các em đi nhờ. Như thật đấy. Ngoan như thế cơ mà nhờ. Ở đây nha. Chị đi làm máng cho các em ăn nha. Nha. Nhỏ ơi, ngon thế. Ta bên không quăng. Cho nước chị rửa thôi. Bên. Nóng. Chị thổi đấy nha. Nóng. Nóng. Được chưa? Mầm. Từ. Đi. Đây, con chị ra đây. Đấy, chị ra đây. Rồi. Ngon thế nhỉ? Mình luôn ăn đấy.
Nó ăn giỏi hết nhỉ? Cái này, con ăn cái này chắc đẹp. Nó ăn no quá rồi, bụng tròn vo. Tôi cho là có bầu rồi đấy. Ăn hết rồi.